Xin chào thầy Toàn, xin chào cô Minh cùng toàn thể các thầy cô trong WIT. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, đây là con gái thứ hai của em tên là Lại Ngọc Thu Hà. Em trân trọng biết ơn thầy Toàn cũng như tất cả các anh chị trong tổ chức WIT đã cho em có cơ hội và điều kiện để tham gia vào Mentor Week K04. Em học WIT, nói đến đây thì em cũng phải trân trọng biết ơn anh Dương Văn Chuyên là nhân mạch của em đã giới thiệu em biết đến WIT, và em cũng trân trọng biết ơn chồng em là anh Lại Duy Trinh cũng như hai cô con gái của em đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ em trong quá trình học tập ở WIT. Trong suốt quá trình học tập ở WIT thì sự bài học tâm đắc ngộ ra lớn nhất của em đó chính là em không còn cảm giác tức giận với chồng. Bởi vì may mắn phước báu cho em đấy là khi mà em học, may mắn phước báu của em đấy là trong cuộc sống của em thì về tiền bạc hay là về các mối quan hệ thì em luôn cảm thấy mình đủ đầy, nhưng mà trong lòng em thì em luôn có cảm giác là em hay giận chồng, hay giận bởi vì anh ấy không có phụ giúp mình việc nhà, không có phụ giúp mình chơi với con. Nhưng mà khi học WIT thì em mới hiểu ra được là cội nguồn cuộc sống bắt đầu từ chính mình. Em đã không còn đổ lỗi cho chồng, sống biết yêu thương hơn, và cũng nhờ sự chuyển hóa của em mà chồng em cũng đã tham gia vào học WIT. Lần này thì anh ấy đã đồng hành cùng em để hai vợ chồng cùng vào làm mentor K04. Quyết định để cho em có thể quyết định tham gia vào mentor đó chính là khi cô con gái lớn 8 tuổi của em có nói với em là nếu như mà thầy chỉ có tuyển 10.000 người làm mentor ấy mẹ, thì làm sao mà con có thể đủ tuổi chờ để làm sao thầy có thể chờ con đủ tuổi thì con có thể vào được mentor. Thì khi nghe con em nói thì em rất là xúc động, bởi vì đến con mà còn mong muốn được và là mentor thì chẳng lý gì mà bố mẹ lại không có thể và làm mentor để có thể đồng hành và thân giáo với con, với chính con của mình. Tiếp đến là khi em nghe các anh chị trong Mentor 3 đọc tuyên bố Mentor WIT thì em cũng thực sự cảm động, bởi vì đấy cũng là những cái mà em đã theo đuổi bao nhiêu lâu nay, mong muốn để có thể giúp ích cho những người cần mình, và đặc biệt hơn là những người gần mình, những người có cơ hội mà tiếp xúc với mình. Em trân trọng biết ơn thầy Toàn, biết ơn tổ chức đã cho em có cơ hội để chia sẻ và nói lên những điều mà em mong muốn nói từ khi vào học WIT đến nay. Em trân trọng biết ơn. Thưa Hà ơi, con có muốn nói gì không? Không nói gì hết. Thế con chào thầy, chào các thầy cô này. Chào thầy hết.